Anh có suy nghĩ như thế nào khi mà hôm nay một trong những đứa con, gọi là đứa con của anh, đã phải chia tay với chương trình? Linh nghĩ chia tay thì luôn luôn là không vui, tại vì là trong đầu mình luôn luôn có một cái kế hoạch cho mỗi thí sinh của mình, để mà mỗi tuần phát triển đó. Thì tuần tới là cũng có những cái ý tưởng rất là hay rồi, mà tự nhiên là họ phải bỏ cuộc thì rất là tiếc, rất là tiếc. Nhưng mà Linh nghĩ là Yanbi và FUI nói chung là họ có một cái lượng fan cũng khá ổn rồi, thì Linh sẽ tiếp tục ủng hộ nhóm này và để ra những cái sản phẩm và những cái ý định của mình để cho khán giả thưởng thức. Anh có muốn gửi lời gửi gắm gì đến cho những thí sinh còn lại của mình trong show hay không? Linh nghĩ là trong cuộc thi là quan trọng nhất, mình đừng có nghĩ là ô mình sẽ rớt hoặc là mình đi tiếp, hoặc là mình sẽ luôn mỗi tuần đó, nó là một cái cơ hội để mà mình cho khán giả thấy thêm nhiều về mình nữa. Nhưng mà kể cả mình bị loại đi thì nó cũng là mình đã đến đây rồi, là mình đã hơn biết bao nhiêu bạn rồi, và cái đó là một cái đà rất là tốt để mà mình đã tiếp tục cái sự nghiệp của mình. Dạ, cảm ơn anh và chúc cho tất cả những thí sinh của anh cũng như là anh sẽ có một cuộc chiến với những tố bí ẩn thật là tuyệt vời cũng như là đem đến những sản phẩm tốt cho khán giả.